Những hạt cao su bị phơi dưới cái nắng chói chang, lần lượt nứt tung, hạt rơi xuống mặt nước, cả đời này nó cũng không ngờ được bản thân mình sẽ bị một con cá ăn mất. Loài này được gọi là cá heo sọc, sống ở trong khu vực Amazon, còn được gọi là cá chép mỡ. Thân hình của nó to lớn, nếu ở môi trường tự nhiên có thể dài đến 1 mét, có một thể hình cực lớn như vậy. Nhưng nó lại là một người ăn chay giữa rừng Amazon, nó có hàm dưới và răng đặc biệt, có thể cắn vỡ lớp vỏ của hạt cứng, còn những loại hạt này lại có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho nó. Trong mùa mưa, nó buộc phải tích trữ đủ toàn bộ năng lượng để đối phó với mùa hạn. Mùa mưa ở rừng nhiệt đới Amazon, đất đai đã hoàn toàn bị che lấp. Những con trùng sống ở mặt đất buộc phải leo lên trên cây cao để sinh sống, nhưng như vậy vẫn chưa thể an toàn tuyệt đối. Một con cá rồng nhảy lên khỏi mặt nước nhắm chúng nó nuốt vào bụng. Cá rồng cơ thể rất dài, trống ở môi trường tự nhiên có thể dài đến hơn 1 mét. Tính cách của chúng rất mạnh mẽ, chúng thường ăn một số loại tôm tép cá nhỏ. Vào mùa mưa, chúng lại thích mấy loại côn trùng nhiều protein ở mặt đất hơn, bởi vì động tác của cá rồng nhanh gọn, còn thường xuyên nhảy lên mặt nước để bắt côn trùng, thế nên người dân địa phương còn gọi nó là khỉ nước. Cá thần tiên 7 màu này có màu sắc đẹp mắt, rất được người nuôi cá yêu thích. Vào thời gian sinh sản, chúng sẽ đi đến nơi có nhiều cây cối, để trứng trên lá cây, như vậy thì có thể tránh được thiên địch của mình. Con đực và con cái sẽ cùng nhau bảo vệ trứng, đồng thời cơ thể sẽ tiết ra chất nhầy, 2 ngày sau, trứng sẽ nở. Sau khi hút hết chất dinh dưỡng, cá con sẽ cảm nhận được sự có mặt của bố mẹ, rồi hút hết những chất nhầy được tiết ra. Chất nhờn này giống như thế sữa mẹ của con người, có thể cung cấp cho cá con đầy đủ dinh dưỡng. Vào mùa sinh sản, cá đều có những cách thức sinh sản riêng. Cá nhảy vì muốn tránh thiên địch nên đã tiến hóa cách đẻ trứng của mình. Con đực và con cái đến mùa sinh sản sẽ nhảy lên mặt nước và đẻ trứng ở trên lá cây. Con đực sẽ dùng cơ bụng và không khí ở ngực để dán chặt vào lá cây, con cái sẽ dán sát vào con đực và trong mấy giây là đẻ xong trứng. Động tác như vậy sẽ lặp lại mười mấy lần, mỗi lần cá nhảy sẽ đẻ khoảng 50 quả trứng. Sau khi đẻ xong, cá cái sẽ rời đi, con đực sẽ ở lại để bảo vệ trứng. Nó buộc phải dùng đuôi để hất nước lên trên, để làm ướt trứng. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của con đực, 3 ngày sau cá con theo những giọt nước bố bắn lên mà rơi xuống nước và tìm lá cây để trốn. Đợi đến khi trưởng thành, chúng cũng sẽ dùng cách tương tự bố mẹ để sinh sản. Ở Amazon có mấy nghìn loài cá, bé thì có cá đèn không đến 1 cm, dài thì có cá arapaima, hay hung dữ như cá ăn thịt người, kịch độc như cá đuối. Còn có hơn 1.500 loại cá da trơn, khả năng thích ứng của cá da trơn rất mạnh, ăn nhiều, lại lớn nhanh, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Điều này đã cung cấp một lượng lớn thức ăn cho rái cá, chúng chính là kẻ săn mồi cao cấp ở rừng rậm Amazon, có thể thoải mái lựa chọn thức ăn. Con cá vằn mỏ vịt này bị ăn chỉ còn lại mỗi phần đầu, nhìn thấy mà thương, ở khu vực sông Amazon, không có thức ăn nào có thể lãng phí. Cá cọp bụng đỏ còn gọi là cá piranha, tính cách của chúng tàn bạo, răng sắc như thể dao, có thể xé nát phần đầu cứng chắc của cá vằn mỏ vịt, khiến cho người dân ở đây nghe tiếng đã khiếp sợ. Cá arapaima đã tồn tại trên trái đất gần 1.000 năm, được coi là kẻ săn mồi lớn tuổi nhất ở Amazon, cơ thể nó có thể đạt đến độ dài 3 mét, cân nặng có thể đạt tới gần 200 cân. Do ở lưỡi nó mọc ra răng cứng như xương, nên được người dân gọi là cá lưỡi xương, thân thể to khỏe của nó làm cho sức quẫy ở đuôi kinh người, có thể làm gãy chân của một người đàn ông trưởng thành. Lý do chúng có thể sống đến tận bây giờ là bởi vì cá arapaima đã tiến hóa ra một cơ quan gần giống như phổi, cho dù mùa cạn, lượng không khí trong nước rất thấp thì chúng cũng có thể ngoi lên mặt nước hít thở. Cá heo sọc cũng là một trong số ít loài có thể sống sót sau mùa cạn, chúng thông qua lớp mỡ tích trữ ở mùa mưa mà có thể chống chọi qua mùa cạn thức ăn ít ỏi. Dưới cái nắng như thiêu đốt, những kênh rạch đã dần khô cạn, hàm lượng không khí trong nước gần như là không, rất nhiều loài cá phải nổi lên mặt nước khổ sở hít lấy không khí. Cá rồng năm đó mạnh mẽ ngời ngời, hiện nay cũng chỉ có thể bơi ngửa chờ chết, đi đến đâu cũng thấy cá chết trôi nổi dưới ánh nắng, bốc lên mùi hôi thối. Còn điều này với mấy con kền kền mà nói thì lại là ngày hội ẩm thực, chúng chính là nhân viên vệ sinh ở đây, chúng có thể ăn được một lượng lớn cá chết, số còn lại sẽ trở thành phân bón nuôi dưỡng đất đai sau này. Mùa cạn đối với rái cá mà nói cũng là mùa của niềm vui, bởi vì đa số sông ngòi đều bị đất đai che khuất ở mùa cạn nên chúng có thể dẫn theo con non, tùy ý đào một cái hố nước, cá bơi vào cái hố này thì không thể chạy thoát và trở thành trại cá của rái cá, lúc nào cũng có thể bắt được cá to. Tất nhiên là cũng có đối thủ cạnh tranh, cá sấu đeo kính chính là kẻ thù không đội trời chung đó, nếu như bắt gặp cá sấu có thể hình nhỏ thì rái cá sẽ lao lên. Nhưng rái cá lại rất sợ cuộc phục kích của cá sấu, đặc biệt là khi chúng đang đi kiếm mồi cho con, thế nên khi cá sấu đeo kính tiến gần lãnh địa của chúng thì rái cá sẽ lao lên đuổi đi, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho con. Đợi đến khi mùa mưa ập đến, con non của chúng có thể tự mình kiếm thức ăn rồi, cơn bão tháng 11 ập đến, một lần nữa nối liền các ao hồ, những kẻ mạnh nơi rừng nhiệt đới sống qua được mấy tháng mùa cạn lại có thể thoải mái bơi lội. Những con rái cá con giờ đã có thể tự mình đi săn mồi, trong nhà lại có thêm mấy kẻ săn mồi cấp cao nữa.
Cá Arapaima cũng mang theo con non đi kiếm mồi. Cá con đã ăn những sinh vật phù du để lấp đầy bụng. Tốc độ lớn của chúng rất nhanh, hơn nữa đã có thể giống như bố mẹ, hô hấp trên mặt nước. Đây cũng là tư chất bẩm sinh. Chúng mới chỉ dài hơn 10cm nên phải bơi sát bên cạnh bố mẹ để tạo ra cảm giác an toàn. Nhưng trong khu vực sông ngòi nguy hiểm này, cho dù có sự bảo vệ của cha mẹ cũng khó có thể đảm bảo chúng không bị những kẻ săn mồi khác tấn công. Nhưng nếu như chúng có thể sống qua mùa mưa thì chúng sẽ giống như bố mẹ, trở thành một con cá khổng lồ dài tới 3m. 2 tuần sau đó, chúng đã có thể tự mình đi bắt tôm cá nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của bố mẹ, chúng đã đi tới những nơi có nhiều rong rêu. Ở đây có rất nhiều tôm sông để săn mồi. Đợi đến khi cá Arapaima được 6 tháng thì chúng đã có thể tự do bơi lội ở khu vực này. Sự biến hóa của thời tiết đã thao túng mạng sống ở rừng rậm Amazon này. Những sinh mạng ở đây lúc nào cũng phải trải qua những bài kiểm tra của tự nhiên, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, ai thích nghi mới có thể tồn tại.